Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm năm 2012, những thiên đường sung sướng nổi tiếng ở miền Bắc như là Đồ Sơn ở Hải Phòng, Quất Lâm ở Nam Định dường như không còn là sự lựa chọn tốt nhất hay là hay nhất cho những cái tay hám của lạ. Thay vào đó, nhiều tay chơi lại đổ về bãi cháy Hạ Long, Quảng Ninh để tìm kiếm những cảm giác mới hơn. Thiên đường đó là những đều quán lụp sụp, tiêu điều, những tiếng nhạc luôn dập dình, hòa quyện ánh sáng xanh đỏ, một không gian náo nhiệt và ẩn chứa rất nhiều tệ nạn xã hội. Năm 2012, dọc quốc lộ 18A đoạn qua khu công nghiệp Cái Lân, trên cung đường chưa đầy 2 km có tới 40 quán cà phê nằm san sát nhau. Ban ngày những quán này lụp sụp, tiêu điều, chẳng khác nào những xóm liều thưa vắng người qua lại. Đêm đến, cả cung đường bỗng tấp nập, đông vui, rực một màu hồng đỏ dưới ánh đèn hắt ra từ biển quảng cáo và không gian mời gọi phía trong. Ở đây nhộn nhịp nhất là vào giờ công nhân tan ca. Với vai trò là một khách du lịch mới đến Hạ Long, tôi lang thang cùng một người bạn đi dạo biển, thăm thú kỳ quan mới của thế giới về đêm. Mặc dù đã được nghe kể trước đó về tệ nạn mại dâm ở thành phố biển nổi tiếng nhất nhì miền Bắc này, nhưng tôi quả thật không ngờ việc đi tìm gái mại dâm ở Hạ Long lại dễ dàng và thậm chí được chào mời đến tận nơi như vậy. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa khách sạn, ngay lập tức tôi quan sát thấy đã có vài tay xe ôm tiến lại gần và buông lời chào mời đi thư giãn với giá siêu rẻ. Sau một hồi thỏa thuận, tôi và người bạn quyết định xâm nhập vào thiên đường sung sướng ở bãi cháy Hạ Long để tìm hiểu xem có gì khác lạ. Cả xe ôm liên mồm mồi chài. Nhìn hai anh thế này phải đi vui vẻ một tí chứ, mấy khi về Hạ Long chơi. Em chở rẻ thôi, đi đi anh. Sau một hồi ra chiều ngẫm nghĩ, tôi và người bạn đồng ý. Chiếc xe hào hức lao đi vun vút trên phố, để lại đằng sau những ánh đèn vàng vọt của phố thị đang nườm nượp du khách. Hóa ra chỉ cách khách sạn chúng tôi thuê phòng vài km là rất nhiều ổ gái mại dâm lúc nào cũng trầu trực ở đó để phục vụ khách. Theo quan sát của tôi thì ở các nhà nghỉ sát bãi cháy hầu như đều có hàng trầu trực sẵn, hoặc nếu khách có nhu cầu có thể gọi gái đến tận khách sạn để phục vụ. Với trường hợp này chỉ cần bo cho mấy tay xe ôm là lập tức có hàng như ý ngay. Tuy nhiên, lúc này giá cả lên xuống còn tùy vào độ lẻo mép của khách làng chơi. Bước chân khỏi chiếc xe ôm cà tàng của tay xe ôm chở tôi và người bạn, gã xe ôm nhanh nhảu dừng xe đàng hoàng và đưa tôi vào nhà nghỉ mà có lẽ gã đã ký hợp đồng cò mồi. Phong cách làm việc của gã khá chuyên nghiệp khi nhanh chóng vào làm việc với chủ nhà nghỉ để kiếm phòng cho chúng tôi khá tận tình. Cũng nhanh chẳng kém gã xe ôm, gã chủ nhà nghỉ rất lịch sự mời chúng tôi uống nước ở trên một phòng đợi trên tầng 2 của nhà nghỉ để đợi hàng. Chúng tôi chưa kịp uống hết ngụm nước chè chát thì đã có một gã thanh niên trẻ măng xuất hiện chào và xin phép đưa hàng cho chúng tôi lựa chọn. Lúc này trước mặt chúng tôi là 5 cô gái có tuổi đời khá trẻ, mặc những bộ trang phục không thể kiệm vải hơn. Tôi và người bạn đã gieo kèo với nhau trước nên chỉ lắc đầu, không chọn và yêu cầu hàng cao cấp hơn. Ngay lập tức, gã thanh niên tiếp tục điều thêm hàng để chúng tôi lựa chọn. Lần này xuất hiện trước mặt chúng tôi là 6 cô gái khác có ngoại hình khá đẹp. Nhân viên nhà nghỉ dường như thấy sốt ruột, nói từ ngoài vọng vào. Các anh Hà Lội khó tính thế, ngoại hình có thua gì Ngọc Trinh mà chọn mãi. Được lời như cởi tấm lòng, người bạn đầy kinh nghiệm chinh chiến của tôi đã nhanh chóng lựa chọn được một cô trong đó để thư giãn. Trong khi đó, tôi vẫn lắc đầu và tỏ ý không thích, yêu cầu hàng khác. Gương mặt của gã thanh niên dắt gái lúc này bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và buông thõng một câu. Hàng như thế này là đẹp nhất ở đây rồi đấy anh. Anh khó tính thế. Bọn em chỉ còn một lượt nữa thôi. Anh chọn lấy một em mà thư giãn. Bồi thêm sau lời gã thanh niên kia là một cô gái khá xinh xắn. Em thế này mà anh chê à? Chọn em đi anh. Tuy nhiên tôi vẫn lắc đầu nên gã thanh niên và các cô gái kia đành bước ra ngoài hết. Đến lần thứ 3, gã thanh niên kia có lẽ đã rất khó chịu, mở cửa phòng dẫn vào 5 cô gái khác mời tôi chọn. Tuy nhiên tôi vẫn lắc đầu với lý do tự dưng thấy hơi mệt.
Khỏi cần nói, gã thanh niên và năm cô gái buôn vốn tự có bực tức như thế nào. Trước khi bước khỏi phòng, gã thanh niên không quên ném lại cho tôi cái nhìn hằn học và lầm bầm câu gì đó trong miệng. Ngồi trong phòng khách sát vách với một số phòng nghỉ, bên cạnh dường như cũng đang có khách làng chơi vừa vào, đập vào tai tôi là văng vẳng đâu đó những tiếng chí chóe, cười rinh rích của những cô gái hành nghề mại dâm đang mua vui cho khách. Sau khoảng ít lâu, bạn tôi đã ra khỏi phòng và chúng tôi chậm rãi rời khỏi nhà nghỉ. Trong lúc đi qua một dãy hành lang bước ra ngoài, tôi tranh thủ đảo mắt ngắm nghía ổ nhền nhện. Hóa ra ở trong nhà nghỉ này, các cô gái có một phòng riêng đợi khách và khoảng 30 cô gái đều còn khá trẻ trầu trực trong đó. Căn phòng này nằm ngay sát ở lối ra vào tầng 1 mà chúng tôi ban đầu không chú ý. Thấy tôi bước qua, mấy cô gái hành nghề mại dâm bị tôi từ chối, ném ra cái nhìn đầy khinh miệt. Bước chân ra khỏi nhà nghỉ, nằm ở một con ngách nhỏ ngay sát bãi cháy. Lập tức lại có một hội xe ôm nhao nhao xông đến mời chở chúng tôi về. Tuy nhiên chúng tôi quyết định đi bộ xem còn trò gì hay ho ở tọa độ sung sướng này. Quả thực, không ngoài dự đoán của chúng tôi, hàng không chỉ trầu trực ở sẵn trong các nhà nghỉ, khách sạn tư nhân, mà còn lượn lờ rất tấp nập ở ngoài đường để câu khách. Thấy chúng tôi đi bộ, ngay lập tức mấy cô gái đứng đường đã sán lại gã gẫm. Hay anh đẹp trai ơi, vào vui vẻ một chút đi, đi gì mà vội thế, bên em rẻ lắm. Suốt con dốc mà chúng tôi đi xuống chỉ có vài trăm mét, có khoảng vài chục lượt hàng săn đón rất nhiệt tình. Đương nhiên, bao gồm cả các gã xe ôm tiếp tục mồi chài chúng tôi đi hàng. Thậm chí, mấy tay xe ôm còn đi theo gã gẫm bằng được. Đi đi anh ơi, thanh niên là phải làm tí chứ lại. Ăn hải sản nhiều mà không đổ nó khó chịu lắm đấy. Lần này, theo thỏa thuận từ trước với người bạn, tôi bắt đầu moi tin mấy gã xe ôm bằng cách hỏi giá và mặc cả xem hàng như thế nào và đi giá bao nhiêu. Thấy chúng tôi dừng lại không chỉ một mà đến cả chục gã xe ôm tiến lại mời chào như cãi nhau. Bên em rẻ hơn anh ơi, đảm bảo các em xinh khỏi chê, giá rẻ bất ngờ, 200.000 tàu nhanh. Anh lên em chở chỉ 10.000 đồng xe ôm thôi. Em chở anh gần đây thôi, đảm bảo đậm đà khó quên. Hỏi han mặc cả một hồi, tôi viện cớ giá chát quá không đi. Mấy gã xe ôm đổi ngay sắc mặt, hầm hầm chửi sau lưng tôi và người bạn. Đơ mơ, hai thằng dở hơi, giá thế mà còn chê đắt cái nỗi gì, đố chúng mày kiếm được chỗ nào hơn đấy. Sau một hồi các tay xe ôm nhau nhau tranh khách, tôi mới biết được rằng ở Hạ Long hầu hết các tay xe ôm đều là đầu mối môi giới mại dâm cho khách du lịch. Và những tay xe ôm này đều đã ký hợp đồng với các tay chủ nhà nghỉ chứa gái. Đặc biệt các tay xe ôm sẽ ngồi trầu trực ở cửa các khách sạn lớn trong khu du lịch bãi cháy để tiện đi khách nhanh nhất. Không thể mồi chài được chúng tôi, mấy gã xe ôm lập tức chuyển sang con mồi khác là những khách du lịch người nước ngoài bằng thứ tiếng Anh nhừa nhựa. Lần này, mấy gã xe ôm nhanh chóng dụ được hai vị khách nước ngoài đi đến tọa độ sung sướng rất nhanh. Những bóng xe lại lao vun vút trong màn đêm. Trong một cuộc thâm nhập điều tra khác, khoảng 8 giờ tối một ngày cuối năm 2012, một chiếc taxi đỗ xịch tại quán cà phê Giọt Nắng, đường Cái Lân, bãi cháy Hạ Long. Gã thanh niên đầu trọc, dáng loắt choắt, chạy nhào ra mở cửa xe. Gã thì thầm gì đó với tài xế rồi đưa cho anh ta 20.000 đồng. Chiếc xe lao vút trong màn đêm, để lại hai chàng thanh niên mặt đỏ gay, nồng nặc hơi men. Từ trong quán, hai cô gái ăn mặc hở hang, áo yếm trễ nải, để lộ phần da thịt ngồn ngộn bước ra. Cố tình cọ ngực vào tay người đàn ông còn đang lưỡng lự, cô nàng buông lời lả lơi mời chào. Quán em có dịch vụ xào khô, 100.000 đồng bao tiền nước, anh dùng không? Chưa nói dứt lời, ở bàn bên, cô gái còn lại đã tự kéo khóa quần và nhảy tót lên đùi của người thanh niên. Tiếp đó chỉ còn tiếng rên rỉ ẫm ở. Chạy xe chậm chậm dọc theo đoạn quốc lộ này, dễ dàng quan sát thấy dòng người vào và ra những quán này một cách nhịp nhàng, theo một quy luật nhất định. Mỗi quán bố trí một đến hai người đàn ông làm nhiệm vụ trông xe, kiêm giới thiệu dịch vụ cho khách. Chỉ cần thấy bóng dáng thượng đế thấp thoáng từ xa, nhanh như chảo chớp, đám thanh niên này ào tới dỉ tai giá cả chất lượng hàng họ.
Nữ thượng đế gật đầu đồng ý, sau động tác ám hiệu lập tức sẽ có một cô em xinh tươi ra dìu khách vào quán. Khách hàng nào không hài lòng có thể tiếp tục cuộc hành trình trên cung đường sung sướng tới những quán bên cạnh. Theo quan sát, các thượng đế đến đây thư giãn từ Tây đến Ta, giá rẻ sang hèn đủ cả. Tranh thủ, chớp thời cơ hút khách, mỗi quán sẽ có một vài chim mồi ngồi vắt vẻo khoe hàng trước cửa. Thực đơn phục vụ khách hàng thường là hai trong một, kết hợp giữa dịch vụ nhà nghỉ, gội đầu, tẩm quất thư giãn, cà phê với mua bán tại chỗ. Với những vỏ bọc trái hình như thế, tệ nạn mại dâm đã tồn tại ở đây một thời gian khá dài. Đến 23 giờ đối lập với màn đêm tĩnh lặng, êm đềm của phố biển, đoạn đường này lại râm ran tiếng cười nói, tấp nập thượng khách vào ra. Đứng tại góc khuất dưới một cây xanh bên đường, tôi phát chóng mặt trước sự di chuyển của những chuyến xe chở khách. Cánh cửa nằm sâu hun hút phía trong mỗi nhà hàng liên tục đóng sập lại. Trong vai gà đi xin việc, tôi tìm đến bà chủ quán cà phê tìm nhau. Liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, bà chủ hất hàm hỏi, cô thì làm được việc gì ở đây? Tôi nhanh nhẩu, con chỉ muốn có được việc làm. Làm bất kể việc gì cũng được ạ, miễn là nuôi được bản thân và có được chút tiền gửi về nuôi mẹ. Bà chủ bảo, ở đây chỉ có mỗi việc pha nước mời khách, cô thấy làm được thì tôi đến, nhớ ăn mặc cho tử tế. Nói xong bà ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm rồi quay ngoắt người, bước thẳng vào phía trong. Giữ đúng lời hẹn, đến 6 giờ tối tôi có mặt tại quán. Trong quán đã khoảng 5-6 cô gái ăn mặc kiệm vải, phấn son lè loẹt, đang túm tụm cười nói rôm rả. Một góc nhỏ đã có vài ba chiếc ghế có khách, từng đôi ngồi đánh đu trên chiếc ghế bé xíu. Đôi tay hai bên lần mò tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Thời gian cho công nghệ xào khô đã hết và cũng đủ để khách ngấm. Chưa muốn dừng lại ở đó, một vị khách nổi hứng muốn đi đến Z. Tôi còn đang bối rối, chưa biết giấu mặt đi đâu cho hết ngượng, thì bà chủ đưa cho tôi chiếc khăn cáo bẩn và yêu cầu lau dọn căn phòng gần đó. Đó chính là nơi để thượng khách hành lạc cùng các tiếp viên trong quán. Gọi là phòng nhưng thực chất đó chỉ là những ô gạch quây cẩu thả, mái lợp tôn rộng khoảng 6 mét vuông, cao chừng 1,5 mét. Mỗi quán ở đây có khoảng chục ô gạch như thế. Đẩy cửa bước vào, xộc lên mũi tôi là một thứ mùi hỗn tạp ghê người của mồ hôi, đồ uống thừa vương vãi và mùi son phấn rẻ tiền. Bên trong mỗi ô không có gì ngoài một tấm phản đủ cho hai người nằm, bao quanh bằng một tấm rideau đen ngòm, một chiếc ghế gỗ để mấy chai nước và vài chiếc bao cao su. Thứ ánh sáng duy nhất có trong phòng được hắt ra từ chiếc bóng đèn quả nhót đỏ chót to không quá ngón tay út treo hờ hững trên tường. Căn phòng trên có lẽ vẫn được gọi là VIP bởi vào giờ cao điểm, phòng thiếu, giường xếp sẽ là nơi để thượng khách vui chơi sao cho giải quyết được ngay tức khắc khâu sung sướng. Và nếu muốn có không gian over hơn nữa, thượng đế cùng với gái bán hoa sẽ nhanh chóng được điều chuyển ra khu vườn sinh quyển ở sâu bên trong, mặc sức mà vui thú với thiên nhiên. Ở khu phố này không bao giờ lo thiếu hàng. Mỗi quán cà phê tàu nhanh kiểu này luôn có khoảng chục em non tơ sẵn sàng phục vụ các thượng đế. Dù cạnh tranh, hớt khách, nhưng các quán vẫn có sự móc ngoặc chặt chẽ với nhau để điều động khi cần hàng. Thỏa mãn tiêu chí giá cả lại phải chăng hợp túi tiền, nhiều, rẻ, nên càng về đêm, phố cà ve càng thêm sầm uất, chẳng khác gì một phiên chợ quê đông đúc, một tháng chỉ họp mấy phiên. Mời khách vào giải khát hai trong một, các bướm đêm còn kèm thêm pha khuyến mại, cọ sát thịt lộ liễu. Uống nước đi anh, mở hàng cho em đi anh. Hôm nay ế quá, từ tối đến giờ chưa được phát nào. Thoáng thấy một người đàn ông trung niên vào quán, có mấy cô vội nhào ra. Người đàn ông ngờ nghệch trông không giống dáng vẻ của một người đang muốn tìm thú vui nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện. Cho anh một ly cà phê đen không đường. Quán em không có cà phê, chỉ có sữa tươi thôi, anh dùng không? Không đợi người đàn ông trả lời, một cô đã nuốt hết vòng một, tiến sát lại gần thượng đế. Những cô gái còn lại cũng không buông tha, cùng hợp đồng tác chiến ra sức mời gọi vị khách nọ. Quan sát những cô gái ở đây, tôi thấy chẳng có ai có vẻ bị bắt buộc cả. Khi có khách thì ai làm việc nấy hăng say hết mình. Còn khi vắng khách thì tụm lại cười đùa, gương mặt lúc nào cũng hơn hớn. Một đàn chị tên Hà quê Hải Phòng tưởng tôi là hàng mới nên chỉ bảo.
Ngoài việc tại chỗ, nếu nhà nghỉ nào có nhu cầu phục vụ sẽ được luân chuyển ngay. Giá thì bình dân lắm, đi nhanh 100.000 đồng, qua đêm thì 300.000 đồng. Còn tàu nhanh tại quán thì bèo hơn, 80.000 đồng một cuốc thôi. Mùa này còn vắng khách nên làm ăn cũng kém vui. Khi hỏi về cách chia chác sau mỗi lần mây mưa, Hà giảng giải. Đơn giản, cứ theo luật cưa đôi, bảo kê một nửa, gái một nửa. Hầu hết các quán ở đây phải có bảo kê, chứ không sẽ bị phá quấy. Khách làng chơi cũng dăm bảy loại, phần lớn vào đây khi đã ngà ngà say. Nếu nhân viên phục vụ không đáp ứng thỏa mãn là họ chửi bới không trả tiền. Còn chuyện khách choảng nhau vì tranh giành em uống, đánh ghen xảy ra như cơm bữa mà. Thậm chí có nhân viên còn bị khách cầm chai nước choảng vỡ đầu chảy máu phải nhập viện đấy chứ. Chủ quán không dám báo cơ quan chức năng vì sợ bị cơ quan chức năng phát giác chuyện mờ ám. Tôi nhẩm tính, cứ mỗi lượt tàu nhanh mỗi gái bán hoa được khoảng 40.000 đồng. Ngày nào nhiều khách được đôi 300 thì phải trả tiền nhà, tiền son phấn, tiền bảo kê. Số tiền các cô cầm lại được sau mỗi ngày mua phấn bán hương chẳng đáng là bao. Theo tìm hiểu, gái phục vụ ở đây chủ yếu từ các vùng quê nghèo như Hải Phòng, Thái Bình, nhiều nhất vẫn là các huyện miền núi, tỉnh Thanh Hóa. Quý vị và các bạn thân mến, lễ tân ca đêm một người có cái mắt sang hơn so với bảo vệ hay là vệ sĩ. Làm lễ tân ca đêm cho nhà nghỉ khách sạn thì thường thường bậc trung, chẳng cần kinh nghiệm hay là ngoại hình chuẩn, bởi ăn nhau ở ngón đờn, miệng lưỡi dẻo quẹo và một cái đôi tay linh hoạt thôi. Năm 2012, tại các thành phố lớn, tuyển lễ tân nam làm ca đêm trong nhiều nhà nghỉ khách sạn là một chuyện khá phổ biến. Bởi đêm là thời điểm thích hợp cho những đôi tình nhân đi tìm bến đỗ, những ông chồng đi tìm của lạ và những bà chị chán chồng xin phép được đổi gió. Nam sinh viên làm lễ tân đêm được ưa chuộng hơn cả bởi họ có học thức, ứng biến tốt với nhiều trường hợp. Lương cứng thì chỉ tầm 2 đến 2 triệu rưỡi, nhưng tiền bo của họ mới thực sự là một con số khủng. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi chi tiết chương trình ngày hôm nay. Tụi em kiêm luôn cả cò gọi gái. Khách có nhu cầu xuống hỏi lễ tân, tụi em bảo chờ 5 phút, quay số và lát sau hàng tới. Xong việc khách bo, hàng bo, vì thế thu nhập cũng nhích dần lên. NH sinh năm 1988, sinh viên trường đại học G cho biết, đó là kiểu lễ tân kiêm cò mồi. Còn một dịch vụ khác mà lễ tân nam rất được ưa chuộng đó là massage tại gia. NH tâm sự, chuyện vừa làm sinh viên, vừa làm cò mồi, vừa làm massage boy cũng tình cờ thôi. Bởi nhiều bà hẹn hò nhân tình ở đây, nhưng lại để mắt tới chàng lễ tân rong ròng cao, khuôn mặt sáng, thích và xin số điện thoại làm quen. Một hai lần họ đến khách sạn đi một mình, rồi đòi lễ tân, lên làm massage trả phí cao. Vì thế mà mỗi khách sạn thường có hai lễ tân ca đêm, vừa tiếp khách vừa đổi ca đi massage. NH bật mí, massage tại khách sạn chưa đủ, quý bà đòi cả massage tại nhà. Massage tại nhà trả phí cao, dù biết massage hay không, không quan trọng, miễn là đôi tay phải linh hoạt, mềm mại, vuốt ve và hứng lên chuyện ấy tất nhiên sẽ tới. Sách là điều chắc chắn nếu thực hiện massage tại gia. Tụi em thường gọi đó là xoa bóp theo giờ, NH khẳng định. Được biết mỗi lần massage tại gia, NH được trả phí không dưới một vé, bao trọn tiền taxi đi và về. NH bật mí thêm là massage tại gia không hề đơn giản, phải cần nhiều mánh. Cái quan trọng là nắm bắt tâm lý khách hàng bằng những câu chuyện hài hước. Nhớ những điều đặc biệt của họ để tạo lập khách quen. Vì phụ nữ thích tâm lý hội đồng, em đã từng kinh qua một lần. Hơi mệt nhưng lắm tiền. Các bà ấy bo cho em cả chục vé bằng 3 tháng lương của em, NH ngập ngừng nói. Thông thường một sản phẩm mới được tung ra thị trường cần một đội ngũ trai xinh gái đẹp giới thiệu. Chuyện những cô gái đẹp làm PG tại báo chí viết nhiều, tôi xin không nhắc tới. Nhưng chuyện con trai làm PB Promotion Boy cũng lắm góc khuất. G, sinh năm 1990, sinh viên một trường cao đẳng, mới làm PB gần 1 năm. Nhưng số tiền trong tài khoản đã lên tới 8 chữ số. Thú thực mức lương 100 đến 150 ngàn một ca 6 tiếng không thể giúp em có khoản tiền lớn như vậy. Đơn giản là em chịu làm bô nhỏ cho quản lý, G tiết lộ. Được biết quản lý của G là một gay chính hiệu, là bóng kín nhưng rất thích sách với trai trẻ. Ngày G chân nước chân giáo xin vào làm chương trình giới thiệu sản phẩm cho nhãn hàng X, quản lý đã đặt cách nhận G vào vòng trong.
bỏ qua 3 vòng phỏng vấn khó nhằn. Với một điều kiện, một đêm trong khách sạn HH khi xong việc. G đã nhận lời, G bỏ lừng câu trả lời. Vậy là cứ đều đặn tối thứ 5, 7, G tìm đến nhà anh quản lý để giới thiệu sản phẩm mới. Từ đó chàng sinh viên này bỏ hẳn ý định làm thêm kiếm tiền như ban đầu. Thay vào đó, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại ba vũ trường mới là điểm đến. Thuốc lắc, đập đá hay hút si sa, G đều thử qua. Thỉnh thoảng rít một hơi, đêm về chuyện ấy phê lắm. Nhiều khi em không có hứng, nhưng cứ chơi đập đá một tí là quay cuồng. Sau hôm đó em mệt dã rời, được cái hắn chăm em tận tình, G bật mí. Từ đó G quen dần với cuộc sống của một cú đêm. Học hành bê trễ, nhưng quán bar nào đẹp mới khai trương, G thuộc lòng vanh vách. Bởi tay quản lý của G là một dân chơi có hạng, đi đâu cũng kéo bồ ruột của mình theo. Tuy chỉ là dân hưởng sái, nhưng G đã chót mê mệt thứ ánh sáng mập mờ của ánh đèn vũ trường quán bar. Thú thực, một ngày không lên bar rít vài hơi, em sẽ vật vờ như con ma, bứt rứt khó chịu vì nhớ. Thỉnh thoảng G vẫn tham gia vào một vài chương trình cần PB, nhưng phải được quản lý cho phép. Đó là những show diễn đồ lót nam hoặc là rượu, và tuyệt đối là không có con gái. Hắn cực ghét em đứng cạnh đứa con gái nào, dù đó là công việc. Chỉ lúc nào thiếu người thì em mới tham gia, còn công việc chính của em vẫn là tháp tùng hắn mọi lúc mọi nơi. G thật thà kể. Theo lời chỉ dẫn của G, tôi tìm gặp HA sinh năm 1988, sinh viên một trường cao đẳng. Bồ của HA là một ông chủ phòng gym, chỉ biết thích con trai, nói nôm na là gay. HA cho biết bồ của cậu rất phong độ nên muốn người tình của mình cũng phải trẻ trung, sáng láng để còn tiện khoe trong câu lạc bộ đồng giới. HA được ông chủ chăm sóc rất kỹ, từ chân răng đến kẽ tóc, xe máy Airblade, điện thoại đời mới, iPad sành điệu, quần áo là lượt, nhưng với một điều kiện, không được phép có bạn gái, dù là chơi thân và tuyệt đối không được yêu. Vì ông ta lo sợ sức em bị hao hụt khi phục vụ mấy đứa con gái, chuyện ấy chỉ dành cho ông ta thôi. HA thành thật, tôi ngạc nhiên nhìn HA từ đầu tới chân, tuyệt nhiên không có chút dẹo của dân gay như tôi hay bắt gặp. HA nói thẳng, em không phải dân gay, chẳng qua do cần tiền xài nên chịu cặp với ông đó thôi. Cái cách mà HA săn bồ già là ngẫu nhiên, cậu vốn không phải là con cưng của ông chủ phòng gym này, mà là M, sinh năm 1990, cũng là sinh viên một trường cao đẳng. Vô tình một lần thấy M ôm eo một đứa con gái khác trong công viên, hôn chùn chụt thích thú, ông ấy lật luôn, đánh ghen con kia một trận, rồi chửi rủa thằng M và thu lại hết mọi thứ. Lúc đó em hay qua tâm sự, rồi chú cháu cháu thành anh em lúc nào không biết. HA tâm sự. Được biết bồ già của HA có hàng tá những chàng trai ngon đẹp, nhưng chỉ mình HA đáp ứng nổi cho ông chú. Những thằng khác, một hai lần trụ nổi, lần thứ ba ao hết. Mình em là giỏi luyện mới bám đến giờ. Cái bám của HA đã hơn 3 tháng. Thấy tôi ngạc nhiên, HA trần tình. Nhà nghèo, tiền mỗi tháng có 500 ngàn không đủ ăn sáng. Em phải làm thế thôi. HA chia sẻ thêm. Không phải mình em, giờ đây đầy thằng như thế. Chúng nó chim mồi ghê lắm. Còn chuyện tăng cơ bắp lấy le thì phù phép dễ lắm. Vài ba hộp thuốc là ok mà. Đó là mấy thằng chim mồi nhỏ con, hám tiền nhanh. Chưa làm ăn lâu dài, không chỉ có vậy, phải biết mớm bằng đòn tâm lý nữa. Vì miếng cơm manh áo, nhiều nam sinh tặc lưỡi vài lần đi bán thân. Vì tiền dễ kiếm, chấp nhận làm thiêu thân lao vào cuộc chơi đêm. Đồng tiền kiếm nhanh, không nhọc sức như lực hút khó cưỡng. HAG, những sinh viên trẻ khỏe, có học thức, tự biến mình thành thân tầm gửi, chỉ được bóc tách bằng những xấp tiền 500k. Đêm dài lắm mộng, những bi kịch từ đó thêm phần đau xót. Lại nói về HA sinh năm 1988, sinh viên trường CDXD. Sau khi quyết định từ bỏ ông bồ bé nhỏ để chạy theo tiếng gọi tình yêu của cô bạn thân cùng bàn, đã phải chịu một kết cục bi thảm. Đó là những trận đánh ghen giữa ông già và cô gái, những cái bạt tai và những câu chửi tục tĩu. Em không nghĩ cơn điên của ông ta ghê gớm như vậy. Ông ta bắt em đứng nhìn bạn gái chịu trận. Đêm về ông ta nhìn em trừng trừng, không nói không rằng, rồi lăn ra khóc rưng rức. Sáng hôm sau, ông ta đòi hết mọi thứ, quần áo, tiền, xe cộ và tuyên bố từ em. Em nhẹ nhõm bước đi, nhưng được đúng một tuần thì phải quay về. HA tâm sự. Sở dĩ con sói HA quay về với chủ, bởi không chịu được cảnh đói. 15 ngàn một suất cơm khác xa với những KFC pizza lẩu mỗi trưa tối bồ già thường order để chiều chuộng. Thú thật, em thấy hoảng loạn mỗi khi nhớ lại thời kỳ gặm mì gói trường kỳ.
Em muốn ăn ngon, em cần tiền, cần một người cho em những thứ đó. Ai cũng được, HA cúi mặt nói. Nhưng ông chủ cũng nhớ em. Sau trận đánh ghen, ông ấy cho người tìm em, kêu em quay trở lại. Có lẽ chẳng ai chịu nổi ông ấy ngoài em, HA nói tiếp. Vậy là HA quay trở lại con đường cũ, sáng đi học, chiều luyện cơ, tập tạ, tối về lao động trên giường. Lâu mới thấy cưng đấy nha, két ghê đấy. Một người đàn ông bất ngờ hôn lên má của HA. Không vừa, HA bẹo lại má người đó rất yêu. Bữa nay em bận, bữa khác em massage cho. Không may mắn như HA, G sinh năm 1990, sinh viên CDCN đã phải ra đi tay trắng sau vụ đòn ngứa ghẻ hơn ghen của tay quản lý kiêm người tình bí mật. Chuyện là G quen thân với một cô bé PG mới vào làm, sinh năm 1993, xinh đẹp trong sáng. Mối tình vụng trộm kéo dài đúng một tháng thì bị tay quản lý phát hiện. Hắn rất nhẹ nhàng, không chửi mắng tụi em, chỉ bắt em lấy dao lam rạch một chữ X trên má trái của nhỏ bạn gái, rồi sát muối ớt lên. Chưa hết, mái tóc dài nhỏ nuôi mấy năm trời bị hắn đổ keo 5 ly 2, sau phải cắt cụt luôn. Em năn nỉ, xin chịu thay thì bị hắn tát cho hai cái đau điếng. Quần áo của em hắn đem ra đốt hết sạch, tiền bạc trong tài khoản bị hắn thu hồi lại. Sau vụ đó, bạn gái em kinh sợ bảo lưu một kỳ về quê. Em mất tất cả, tình tiền. G ngậm ngùi kể lại. Nhưng vốn quen cuộc sống phong lưu, không chịu nổi cảnh cơm bụi trà đá, G lại bắt mối. Đăng số điện thoại, giao bán kinh nghiệm tình trường trên các website, sẵn sàng say yes với tình một đêm, G tự biến mình thành cowboy chuyên nghiệp. Ước mơ trở thành chàng kỹ sư cơ khí năm nào của G cứ tan biến sau mỗi đêm miệt mài chiều khách nuôi thân. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm năm 2015, ăn chơi thác loạn, nghiện ngập những chất kích thích, lối sống buông thả đã khiến cho các cô gái làm nghề gái dịch vụ lâm vào cảnh nợ nần và không có cơ hội rời bỏ được nghề vì những khoản nợ lãi lên đến hàng trăm triệu. Nợ lãi vô hình đã khóa chặt chân các cô gái gắn bó với nghề gái dịch vụ. Ký sự điều tra mà Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay được viết dựa trên cuộc đời của những nhân vật có thật trong chiến dịch truy quét vấn nạn gái gọi, dịch vụ và gái mại dâm của công an các quận, phường. Hy vọng là qua câu chuyện này thì quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn về thế giới của những ả gái kinh doanh dịch vụ vốn tự có. Ngay sau đây thì kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Là những cô gái tuổi đời còn khá trẻ từ 18 đến 25, không ăn học tử tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ chia tay, ăn chơi. Ở từ các vùng quê nghèo khó, không chịu được khổ là nguyên nhân dẫn đến việc các cô gái bước chân vào nghề phục vụ, mua vui tại các quán karaoke. Công việc nhàn hạ, không phải làm việc nặng nhọc mà lại kiếm được nhiều tiền, đã nhanh chóng khiến các cô gái say với nghề. Chỉ cần ăn mặc đẹp, phấn son đầy mặt, cộng thêm ăn nói dịu dàng dễ nghe, biết cách nịnh khách là các cô gái có thể kiếm tiền bạc triệu trong ngày. Từ việc phục vụ cho khách tại các quán cà phê như rót bia, hát hò, nhảy múa cùng khách, ôm hôn như người tình thực sự, dần dần quen với việc và có nhiều mối quan hệ trong thời gian làm. Các cô gái sẵn sàng nhận lời đi đêm phục vụ khi khách có nhu cầu. Khi khách đến quán, nếu đã có mối thì sẽ tự gọi cho các cô gái đến phòng hát, nhưng phải được sự đồng ý của chủ quán. Nếu khách không có mối nhưng có nhu cầu thì chủ quán sẽ liên hệ với các ông chủ đã móc nối từ trước để điều động gái đến. Số tiền làm được các cô gái sẽ được nhận 70%. Số tiền còn lại ông chủ hoặc má mì của các cô gái sẽ cầm. Chủ quán không lấy tiền của các cô gái phục vụ. Mục đích của chủ quán karaoke cho các cô gái vào phục vụ là để câu khách cũng như móc tiền của khách. Nếu như phòng hát nào gọi gái dịch vụ vào hát thì nhiệm vụ của các cô gái đó là bật bia, bật và bật thật nhiều bia. Ngoài bia ra thì còn có các loại đồ ăn khô cũng được các cô gái bóc nhiệt tình khi mà khách không có nhu cầu dùng. Một nhân viên nam từng làm phục vụ bưng bê tại một quán cà phê trên đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ. Trong thời gian làm việc tại quán karaoke, tôi tiếp xúc rất nhiều với các cô gái dịch vụ đến quán để hát hò với khách hàng. Thời gian làm việc của các cô gái ấy là từ 11 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian ấy, khi nào khách gọi có nhu cầu thì sẽ có bảo kê đưa các cô gái đến quán để phục vụ khách. Một phòng tối đa
chỉ được gọi 4 cô vào phục vụ. Mỗi cô gái chỉ ngồi với khách trong phòng tối đa 2 tiếng. Một ca làm, khách phải trả cho mỗi cô gái từ 200 đến 300 nghìn đồng, tùy vào mỗi quán khác nhau. Khi có gái vào phòng hát cùng khách thì nhân viên ở quán như em không phải vào phục vụ nữa. Các cô gái được gọi vào sẽ phục vụ cho khách luôn. Lãm, một tay chơi thứ thiệt, đã dẫn tôi thâm nhập vào các dịch vụ xả hơi dạng này. Khi vừa vào quán ST trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng, thoáng liếc mắt, tay quản lý quán đã nhanh nhẹn dẫn chúng tôi ra hậu phòng. Dẫu chỉ có 2 người, nhưng chúng tôi được bố trí phòng với hàng chục ghế. Tất nhiên, gã nhân viên có chủ ý sẵn nên chỉ ngồi xuống ghế, chưa kịp kêu món thì được đặt thẳng vấn đề. Để kêu hai em xinh tươi phục vụ các anh nhé. Lâm rít một hơi thuốc nói, chọn em được mắt một chút, đỡ mất công đổi. 15 phút sau, một kiều nữ khuôn mặt khả ái, nước da trắng trẻo, mặc áo khoét sâu cổ để ngực lồ lộ bước vào. Thấy tôi có vẻ không mặn mà lắm, cô liền xà xuống đùi Lãm, chào bằng giọng Huế nhỏ nhẹ. Chừng hơn phút sau, một kiều nữ khác mặc áo dài tím, nước da bánh mật, đầy vẻ quyến rũ tới kèm cặp tôi. Cô bảo mình tên Thùy, 22 tuổi, quê mãi Hậu Giang, còn đồng nghiệp cũng trọ cùng phòng tên Oanh ở Huế. Lúc đầu, chưa đủ tử lượng, cả hai nói chuyện có phần cầm chừng. Nhưng chỉ đến lon bia thứ 3, các kiều nữ mới chút hết vẻ ngoài dè dặt. Chẳng cần ướm hỏi hay lựa lời, nói chuyện tự nhiên và hoang tới mức nếu tỉnh táo, phải dạn dĩ lắm, người nghe mới không tái mặt. Chẳng hề gì các kiều nữ thừa biết đã vào đây uống tới vài lon, có ông nào lại không muốn nghe chuyện hoang. Vì thế trích vài ly, các kiều nữ không ngần ngại thể hiện kỹ năng ngoại giao. Lúc đầu bằng lời nói hoang để kéo khách vào thế giới của mình, để cuộc nhậu thêm vui vẻ tự nhiên, sau đó là chân tay, tất cả đều hoạt động không ngơi nghỉ. Được rửa mắt rửa tay, bia thì sẵn đấy, các kiều nữ có đủ kỹ nghệ để nâng lên hạ xuống, khiến khách càng uống càng hăng. Anh bảo, làm cái nghề nâng ly này, đô phải thật cao, có khách đòi uống tay đôi cũng phải chiều. Một nguyên tắc bất di bất dịch là không được từ chối đề nghị của khách. Hầu như khách muốn gì, kiều nữ chỉ có một lựa chọn, vui vẻ chấp nhận. Có khách nhậu vài ly nổi máu dê, liền thô thiển lật áo kiều nữ ra để xem rồi bình loạn, về khuôn trăng, cười hô hố với nhau. Cũng không ít khách, tay giấu kỹ đến mức ngồi uống bia cả buổi mà chẳng thấy nâng ly. Kiều nữ không chỉ phải chấp nhận mà luôn tỏ vẻ vui mừng, muốn được khách quan tâm kiểu đó. Bởi chỉ một ánh mắt khó chịu, một câu cào nhàu, nét mặt nhăn nhó là khách có thể đuổi thẳng khỏi phòng và yêu cầu người khác. Lúc đó kiều nữ không chỉ mất tiền bo mà còn bị quản lý quán sạc cho muối mặn. Anh kể thời gian đầu mới đi làm, người thấy mùi bia rượu là rợn, nhưng do tính chất công việc nên phải luyện. Anh và các kiều nữ khác cùng phòng trọ đêm về mua 2 chai rượu để luyện đô. Uống một chai thì tất cả đã say, nhưng nếu dừng lại ở đó đi ngủ thì không lên đô được. Lại ráng cho tới khi không thể đưa ly lên miệng được nữa thì nằm ngủ tại chỗ. Bằng cách cứ cố nữa như thế, khoảng 7 đến 10 lần, kiều nữ có đủ sức để ra chiến trường bia rượu. Thùy bảo, làm nghề đưa đường trong những cuộc nhậu của khách, thu nhập chỉ từ tiền bo, ngoài ra không có một đồng nào khác từ quán. Tuy không trả tiền nhưng chủ quán nắm quyền sinh quyền sát, ưng thì cho làm, ghét thì đuổi việc. Ở môi trường trên đe, nhà hàng, dưới búa khách, nên đòi hỏi kiều nữ phải có những ngón nghề đặc biệt mới mong trụ lại dài dài. Với nhà hàng, kiều nữ phải cố gắng, moi được càng nhiều hầu bao của khách càng tốt. Chẳng hạn ngoài món khách gọi, kiều nữ sẽ năn nỉ giới thiệu và thể hiện mình muốn ăn thêm món này món khác, chủ yếu để được gọi thêm món giúp nhà hàng. Tất nhiên là phải khéo, không thì khách lại nghĩ là mình hạng phàm ăn. Mồi bưng lên, nhìn món lươn xào miến bưng vào, nhiều tới mức. Tôi nói vui với Thủy, em ra xem quán còn bao nhiêu người phục vụ, kêu cả vào ăn mới hết được. Tất nhiên khi khách đã vào đây, chuyện ăn chỉ là phụ, có khi cả buổi nhậu cũng chẳng động đũa tới món. Kiều nữ cũng có một nhiệm vụ quan trọng khác để ghi điểm với nhà hàng, đó là xúc tác cho khách uống càng nhiều càng tốt. Muốn thế thì ngoài đô cao, các kiều nữ phải vận động linh hoạt nhiều yếu tố khác, từ lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc mát mẻ, vẻ tươi cười nhiệt tình và cả cử động tay chân liên hồi. Khách đã vào nhậu, được phục vụ nhiệt tình thì khó lòng từ chối,
và tất nhiên chuyện móc hầu bao chẳng có nhiều ý nghĩa nữa. Theo Thùy, ở quán ST có khoảng 30 kiều nữ chia ngày ra làm. Vào phiên, mỗi tối nếu may mắn có thể phục vụ được 2-3 bàn. Nếu khách ngồi lâu, uống nhiều, chỉ được một bàn mỗi tối. Khi đó khách thường bo 200.000 đồng một kiều nữ. Nếu khách ngồi nhanh thì 100.000 đồng một kiều nữ. Nếu thuận buồm xuôi gió, kiếm được 200-300.000 đồng một tối. Với kiều nữ coi như là tạm đủ sống, nhưng nếu xui quá, đói khách hoặc là bị khách tống cổ ra ngoài, coi như kiều nữ đành sống nhờ bạn cùng phòng. Không chỉ ở quán ST mà nhiều quán khác tại Đà Nẵng hiện nay cũng luôn có các kiều nữ sẵn sàng luyện đô để dìu khách tới bờ tới bến. Và cụng ly cũng để trở thành cái nghề thời thượng với những cô gái có nhan sắc, uống tốt, chịu chơi. Nhậu xong, kiều nữ sẵn sàng cùng khách tìm khách sạn nhà nghỉ để đáp nếu khách có nhu cầu, bằng không sẽ gợi ý khách tìm bãi đáp. Sau những giờ phục vụ khách tại quán karaoke, các cô gái mặt đầy phấn son, ăn mặc hở hang lại kéo tới những quán internet gần đó để ngồi giết thời gian. Những lời nói thiếu văn hóa liên tục được phát ra từ miệng đang phì phèo điếu thuốc của các cô gái khi ngồi trong quán net. Không một chút ngần ngại, các cô gái còn kể lại cho nhau nghe những câu chuyện khi phục vụ khách trong phòng hát. Người này kể một câu chuyện, người kia kể một câu chuyện, rồi cùng nhau bàn tán, chửi bới. Họ không quan tâm hay để ý đến xung quanh mình có ai, họ thoải mái nói chuyện bàn tán như ở nhà mình. Khi nào có khách hàng gọi, có anh bảo kê kiêm đưa đón các cô gái sẽ chạy vào quán internet quát tháo, thúc giục các cô gái nhanh chóng đứng dậy để đi làm. Khi được bảo kê gọi đi làm, các cô gái sung sướng, hò hét, lại có khách rồi à, đi lấy tiền thôi. Cả nhóm nhanh chóng đứng dậy và lên xe máy di chuyển đến địa điểm làm việc. Anh Lê Văn Hùng, 25 tuổi, quê ở Hoàng Quỳ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, trước đây làm bảo kê, kiêm đưa đón gái dịch vụ. Hiện anh Hùng làm quản lý ở một quán internet tại đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Chia sẻ, trước đây không có công ăn việc làm, tôi xin làm bảo vệ trông xe tại một quán karaoke. Làm được một thời gian thì tôi được ông anh rủ về làm bảo kê và đưa đón các cô gái dịch vụ đi phục vụ khách. Làm cái nghề bảo kê đưa đón chết lúc nào cũng không biết. Ông chủ yêu cầu là không để khách phải đợi lâu nên công việc của tôi là phải đi thật nhanh đến địa điểm hẹn. Mỗi lần đi thì kẹp 4 kẹp 5 không có mũ bảo hiểm gì cả. Người tôi giờ đầy sẹo từ đầu đến chân, không chết là may lắm rồi. Anh Hùng cho biết thêm, ngoài lúc đi phục vụ khách ra thì bọn đấy các cô gái ngồi quán nước, được ngồi quán net, chủ yếu là ngồi quán net để tránh mọi người dòm ngó và cũng tránh công an. Cứ hết giờ làm lại tụ tập tại quán net để chờ khách gọi. Có nhiều cô gái cả ngày vì không có khách gọi, hết giờ làm, tầm 2-3 giờ sáng, nhiều cô rủ nhau ngồi chơi net thông đêm đến sáng mới về, thay quần áo để đi làm. Quý vị và các bạn thân mến, dù công việc kiếm được nhiều tiền, thì có nhiều cô gái vì xinh đẹp lại khéo léo ăn nói, biết cách phục vụ khách, một ngày thì có thể kiếm được tiền triệu. Nhưng mà với cái cách sống buông thả, ăn chơi thác loạn, muốn có những món đồ hàng hiệu đắt tiền thì các cô gái dịch vụ vẫn luôn cần tiền vì chính những cái khoản tiền vay lãi hàng tháng. Và bốc họ của các cô gái dịch vụ là nguyên nhân khiến cho bản thân họ không thể thoát ra khỏi được cái nghề khi mà vẫn có ý muốn là từ bỏ cái nghề này. Những người cho vay lãi thì họ chính là những ông chủ, bà chủ của các cô gái đó. Họ sẵn sàng cho tất cả các cô vay tiền khi mà các cô này có nhu cầu. Và khoản vay nợ này như một sự ràng buộc và níu giữ của các ông chủ, bà chủ với các cô gái. Ngoài tiền đi làm phải đưa cho chủ thì các cô gái lại phải thêm cả cái khoản tiền lãi. Rồi cứ thế các cô trở thành công cụ kiếm tiền cho ông chủ, bà chủ của họ.